Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm và Lương Cường đang ngoại giao theo lối trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ngày 20 tháng 11, blog Hoàng Trường trên VOA tiếng Việt có bài bình luận Lương Cường và Tô Lâm hai cách tiếp cận ngược chiều về Donald Trump. Hình ảnh bài trên VOA. Theo đó, tác giả cho hay tại hội nghị APEC ở Lima, Peru, vào ngày 14 tháng 11, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhận xét rằng chính sách bảo hộ và chiến tranh thương mại sẽ chỉ dẫn đến suy thoái, xung đột và nghèo đói. Mặc dù không nhắc đích danh bài phát biểu này, theo hãng tin quốc tế được xem như là lời phê phán chính sách đường lối thương mại mà Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần khẳng định trong chiến dịch tranh cử. Ông Lương Cường cảnh báo rằng bảo hộ mậu dịch sẽ cướp đi cơ hội việc làm của hàng triệu lao động và cản trở sự phát triển kinh tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia lớn tuân thủ luật pháp quốc tế. Điều này khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu ông Lương Cường đang bảo vệ lợi ích cho Việt Nam hay gián tiếp nói thay lập trường của Trung Quốc. Quốc gia cũng đang chịu áp lực và chịu áp lực lớn nhất từ chính sách cứng rắn của ông Trump. Tác giả cũng cho hay, ở chiều ngược lại, vào tháng 9 năm 2024, một công ty con của tập đoàn phát triển bất động sản Kinh Bắc City, KBC, đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trump Organization để phát triển dự án sân golf và khách sạn cao cấp trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của ông Tô Lâm. Tác giả trích dẫn hãng tin AFI nhận định rằng dự án này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là một bước đi khôn ngoan của Hà Nội khi có thể thuyết phục tập đoàn Trump cam kết đầu tư, nhất là khi nó mang lại cho phe phái quyền lực nhất của Việt Nam sức ảnh hưởng trong chính quyền tương lai của Mỹ. Theo tác giả, việc ông Tô Lâm nhường ghế chủ tịch nước cho ông Lương Cường vẫn chưa đảm bảo sự ổn định lâu dài trong tứ trụ. Có ý kiến cho rằng sự khác biệt này không chỉ phản ánh mâu thuẫn chiến lược mà còn là cạnh tranh nội bộ. Trong khi phát biểu của ông Lương Cường tại APEC dường như trùng khớp với lập trường của Bắc Kinh khi nhấn mạnh việc không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách, động thái hợp tác với Trump Organization từ phía Hưng Yên, quê nhà của Tô Lâm lại được nhìn nhận như là một quan điểm tách rời tương quan, táo bạo, tạo nên cách tiếp cận của một nhà hoạt động thực tiễn chứ không phải dân cạo giấy, chính trị suông, bước ra từ các loại văn phòng. Tác giả cho biết vụ ký kết giữa Tập đoàn Phát triển Hưng Yên và Trump Organization nhìn dưới nhãn quan kinh tế và nếu cho rằng có ảnh hưởng hậu trường của Tô Lâm không chỉ thể hiện nỗ lực của họ Tô trong việc đảm bảo ổn định kinh tế mà còn phản ánh tầm nhìn thực tiễn của một nhà lãnh đạo nhạy bén trước thực tế. Việt Nam hiện là nước có thặng dư thương mại với Mỹ lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Vì vậy, Tô Lâm phải ưu tiên trọng tâm cho mối quan hệ song phương để giảm thiểu rủi ro. Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trái lại, lập trường cứng rắn của Lương Cường dường như chỉ là lý thuyết suông hoặc tệ hơn, nghiêng về lập trường của Bắc Kinh hơn là lợi ích của Việt Nam. Điều này làm dấy lên lo ngại. Liệu Lương Cường đang bảo vệ lợi ích quốc gia hay vô hình chung đang làm lợi cho một thế lực khác trên các diễn đàn quốc tế? Tác giả đưa ra kết luận, đã đến lúc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn trong các chính sách đối ngoại để tránh bị đánh giá là thiếu nhất quán trong điều hướng. Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, mọi tuyên bố, dù là phát biểu tại APEC hay dự án hợp tác kinh tế, đều cần tính toán kỹ lưỡng để tránh bị khai thác bởi sự thiếu đồng thuận nội bộ, làm ảnh hưởng đến lợi ích đất nước. Nếu không, Việt Nam có nguy cơ mất lợi thế chiến lược thay vì tận dụng cơ hội để nâng cao vị thế quốc gia. Một số lượng lớn lính Nga chọn đào ngũ thay vì bỏ mạng ở Ukraine. Ngày 19 tháng 11, BBC tiếng Việt có bài Lính Nga đào ngũ, cái giá phải trả khi chạy trốn cuộc chiến của Putin. Theo cuộc điều tra của BBC, các tòa án ở Nga đã ghi nhận số lượng kỷ lục các vụ việc binh sĩ bỏ trốn khỏi đơn vị hoặc không trở về nhà khi nghỉ phép. Nhiều người đào ngũ đã đi lánh nạn cùng người thân. Những người cũng phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố. Hình ảnh bài trên BBC. BBC cho hay, các ngôi làng ở vùng Stavropol hàng trăm cây số, hai vụ việc khác đã được đưa ra trước thẩm phán tại một tòa án ở Buryatia,
một nước Cộng hòa ở phía bên kia của nước Nga. Ngồi ở ghế bị cáo là một người lính, Vitaly Petrov, người đã đào ngũ khỏi đơn vị của mình, và mẹ vợ của anh ta, bà Lydia, người đã cố gắng ngăn cản cảnh sát địa phương bắt giữ con rể. BBC đã ghép nối những gì xảy ra từ các tài liệu của tòa án và từ lời khai của những người quen thuộc với vụ việc. Vitaly Petrov, 33 tuổi, là cha của hai đứa con đến từ ngôi làng Sharadley, đã được gọi đi chiến đấu ở Ukraine vào năm 2022. Tháng 6 năm 2023, Petrov đã trốn khỏi một bệnh viện quân y nơi anh ta được đưa đến sau khi đã vắng mặt không phép ở đơn vị và bị ép phải trở lại vào đầu năm. Mẹ vợ của Petrov nói rằng anh ta không đủ sức khỏe để phục vụ và bị đau đầu, đồng thời khai trước tòa rằng anh ta đã phải chịu bạo lực và tống tiền trong đơn vị quân đội. Các công tố viên quân sự cho biết Petrov chẳng qua là đang tìm cách tránh bị đưa trở lại tiền tuyến. BBC dẫn lời Grigory Swordin, một nhà hoạt động của tổ chức phi chính phủ có tên là Run to the Forest, chạy vào rừng, chuyên giúp những người lính đào ngũ chạy trốn khỏi Nga. Ước tính khoảng 30% những người đào ngũ vẫn ở lại Nga, trong khi số còn lại đã ra nước ngoài. BBC trích dẫn hãng tin nước ngoài cho hay có hơn 13.000 vụ việc được đưa ra tòa án Nga liên quan đến tội danh đào ngũ và rời khỏi đơn vị mà không có phép. Cả Petrov và mẹ vợ của anh ta đều bị truy tố. Petrov bị kết án 6 năm tù vì rời khỏi đơn vị mà không có sự cho phép. Mẹ vợ của anh ta bị kết án 2 năm tù và phải bồi thường 100.000 rúp cho cảnh sát bị thương trong vụ ẩu đả. Nguồn tin của BBC cũng cho biết chiến tranh đã gây tổn thất lớn cho những người sống ở vùng nông thôn. Một trường hợp khác mà BBC ghi nhận liên quan đến một người lính bị kết án. Vào tháng 1 năm 2023, Roman Yadokimov đến từ một ngôi làng ở biên giới Nga-Mông Cổ đã bị kết án 7 năm tù vì đào ngũ. Người đàn ông 34 tuổi này từng có hai tiền án trộm cắp đã được triệu tập đi nghĩa vụ quân sự vào tháng 10 năm 2022 như một phần trong chiến dịch tổng động viên toàn quốc của Tổng thống Putin. Yadokimov chỉ ở lại trong quân đội một tháng trước khi rời khỏi đơn vị không phép và trở về nhà. Yadokimov dành thời gian ẩn nấp trong rừng và các thành viên gia đình đã giấu anh ta trong tầng hầm nhà mẹ vợ cho đến khi chính quyền quân sự cuối cùng bắt được anh ta và đưa vào tù. Nhưng với tư cách là một tội phạm bị kết án, anh ta được trao cơ hội đi chiến đấu ở Ukraine thay vì chấp hành án tù. Yadokimov đã sống sót sau 6 tháng làm lính xung kích và theo các quy tắc vào thời điểm đó, sau này đã thay đổi, anh ta được trả tự do và trở về nhà vào tháng 4 năm 2024. BBC lưu ý, những trường hợp như vậy chỉ là một phần nhỏ trong số những vụ án hiện đang được đưa ra tòa. BBC thống kê, hồ sơ chính thức cho thấy vào năm 2024 khoảng 800 binh sĩ bị kết án mỗi tháng vì rời khỏi đơn vị mà không có phép, không thực hiện mệnh lệnh hoặc đào ngũ khỏi đơn vị. Con số này gấp đôi so với năm trước và gấp hơn 10 lần số vụ kết án trước chiến tranh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin một số lượng lớn lính Nga chọn đào ngũ thay vì bỏ mạng ở Ukraine. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.